trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Viettimes, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Kính thưa quý vị khán thính giả của đài Little Sài Gòn TV, chương trình luận đàm thời sự của anh em chúng tôi ngày hôm nay gồm có anh Nguyễn Võ Duy Khôi ngồi bìa, anh Nguyễn Văn Tánh từ New York đến ngồi ở cạnh anh Khôi, anh Tiến sĩ Đinh Xuân Quân ngồi cạnh tôi và tôi là Lê Minh Nguyên. Kính thưa quý vị, đề tài anh em chúng tôi muốn thảo luận ngày hôm nay là cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire hôm thứ Ba vừa qua đã đưa tới là hai ứng cử viên là ngoài cái hệ thống đảng, ngoài cái truyền thống của đảng ủng hộ. Bên phía Dân Chủ thì ông Bernie Sanders đã chiến thắng vẻ vang. Bên phía Cộng Hòa thì ông Donald Trump cũng chiến thắng rất xa những cái đối thủ. Thì chúng ta thử cái phân tích cuộc bầu cử sơ bộ của New Hampshire vừa qua cũng như là chiều hướng sắp tới của cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ như thế nào. Thì thưa quý anh và thưa quý vị, thì chúng ta thấy rằng là cuộc bầu cử gọi là thật sự ở trong nội bộ đảng bắt đầu vào đầu tháng 2. Trước tiên là bầu cử ở Iowa, mà Iowa là caucus. Caucus có nghĩa là bầu ở trong đảng, những người ở đảng nào bầu đảng nấy. Còn gọi là primary, tức là người dân, cử tri đi bầu, chứ không phải là chỉ trong đảng thôi. Thì nó hiện giờ là cuộc bầu cử Hoa Kỳ là đại đa số đều là primary, tức là cử tri đi bầu. Caucus là cái chuyện của quá khứ. Tuy nhiên, một vài tiểu bang cũng vẫn còn giữ cái caucus. Và cái truyền thống là đảng, các đảng muốn giữ lại là Iowa là cái tiểu bang đầu tiên mà bầu theo caucus, và New Hampshire là tiểu bang đầu tiên bầu theo cử tri bầu. Thì đây là hai tiểu bang rất là quan trọng, tuy là rất nhỏ nhưng mà nó rất quan trọng. Nó quan trọng là bởi vì nó tạo momentum cho những cái ứng cử viên, và nó là một cái sàng lọc để lọc bớt những cái ứng cử viên để ra tranh cử. Thì chúng ta thấy ở tại New Hampshire, tại Iowa, thì cuộc bầu cử vừa qua đầu tháng 2 thì chúng ta thấy rằng bà Hillary bà thắng chút xíu 0.3 so với ông Bernie Sanders bên phía Dân Chủ. Còn bên phía Cộng Hòa thì ông Ted Cruz ông thắng cũng một tỷ lệ rất nhỏ so với ông Donald Trump về nhì. Nhưng mà qua New Hampshire thì chúng ta thấy là ông Donald Trump là thắng với cái số phiếu tức là 35.4%. Cái người về nhì là ông Kasich, thống đốc của Ohio, ông ta về với 15.7%, tức là khá xa. Bên phía kiểu New Hampshire thì chúng ta thấy rằng ông Bernie Sanders thì thắng rất là vẻ vang. Ông về đầu với số phiếu là 60.3%, tức là rất là cao so với bà Clinton là có chỉ 38% mà thôi. Thì đây là hai cái ứng cử viên mà cả đảng Dân Chủ cũng như đảng Cộng Hòa không có ủng hộ, tức là có cả người nó gọi là ngoài cái establishment, tức là ngoài cái truyền thống của đảng. Từ ông Bernie Sanders là một người gọi là có thể nói là rất là xã hội chủ nghĩa mà không ở trong truyền thống. Còn ông Donald Trump thì một người rất là tư bản chủ nghĩa mà cũng không ở trong truyền thống. Thì thưa anh, thì theo cái nhận định của anh Quân thì như thế nào về cái primary kỳ này? Tôi thấy cái primary kỳ này đó thì mình phải thấy là ở New Hampshire đó, ở tiểu bang New Hampshire nó có cái đặc biệt là không phải chỉ dành cho một là những người là ghi danh Cộng Hòa hay là ghi danh Dân Chủ hay là Independent. Thì ở tại New Hampshire đó ai cũng bỏ được. Thì tương đối đó là một cái tiểu bang khá nghe là gọi là cấp tiến về tư tưởng đó. Đó là một. Thành ra họ không có Dân Chủ hay là Cộng Hòa, họ ít hơn. Cái đó là một. Cái thứ hai đó mình cũng nhớ đó, các cái tiểu bang như Vermont, New Hampshire, các cái tiểu bang phía Bắc Tây, Đông Bắc đó là rất là liberal, tương đối là liberal. Và ông Bernie Sanders là của tiểu bang Vermont trước, thì là kế bên, thì có là một cái truyền thông nghĩa là gọi là khá liberal là một. Cái thứ ba nữa đó
đừng quên đó là ông Bernie Sanders là người gốc Do Thái. Cái đó là vì vậy đó. Thì tại New Hampshire đó, người ta có thể nói được là ông vì đó đa số là người da trắng, đa số là liberal, thì do đó đó khi xuất sắc của ông Bernie Sanders thắng là đúng rồi. Cũng không có khác gì, nhưng mà bao giờ cũng vậy, ra tổng thống đó đâu có phải là họ đi nhiều tiểu bang thì mình mới thấy là cái người ra ứng cử viên đó có được da trắng, da vàng, da đen, da đỏ, đủ thứ người thích hay không, đó là một cái chuyện rất là khó tại Hoa Kỳ. Tại vì tổng thống là phải nghĩa là họ, tất cả bao nhiêu người ủng hộ, thì mấy cái tiểu bang mà vừa rồi mà ông Bernie Sanders thắng đó là toàn là da trắng, toàn là liberal, thì ông ta thắng thì tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Nhưng mà liệu ông có tiếp tục thắng được hay không, thắng tiếp nữa hay không tại Nevada ví dụ, thì đó là một cái cho thấy nếu mà tại Nevada ông ta thắng đó, thì thấy là cái ảnh hưởng của ông Bernie Sanders nó còn lớn hơn là cái vấn đề vùng Đông Bắc. Đó, thành ra ở chỗ này thì mình cũng phải lưu ý chỗ này, có thắng ở chỗ này thì mới là cái bước, những cái bước đầu, còn nhiều bước lắm. Còn đối với Cộng hòa, đối với Dân Chủ thì còn Las Vegas, còn Nevada, rồi còn đối với lại mấy ông kia thì còn South Carolina. Thì đó là về phía Dân Chủ. Về phía bên Cộng hòa đó thì mình cũng thấy như vậy. Cái ở bên đó, ví dụ liệu ông Donald Trump có xuống South Carolina có thắng được không? Đó là một, tại họ tương đối là conservative về đạo. Nhưng mà thấy thăm dò dư luận có da đen nữa. Thăm dò dư luận đó, thăm dò dư luận South Carolina thì ông Trump ông có thắng 36%, ông Cruz là 19%. Không, thì đó là, nhưng mà cũng chưa có phải là như vậy là hết đâu. Tại nó còn nhiều. Mà quý vị cũng biết là South Carolina là một cái tiểu bang là có tiếng về, nghĩa là gọi là gì, nghĩa là chơi xấu, đấm đá gọi là dưới lưng. Thành ra đó là còn nhiều chuyện nữa. Một là cái, thành ra do đó đó mình thấy là cái cuộc chạy đua này nó cũng còn hấp dẫn lắm chứ không. Khôi có nghĩ rằng là, Khôi có thể giải thích, Khôi là người trẻ có thể giải thích tại sao ông Bernie Sanders, ông ta tới 75 tuổi, ông rất là già, nhưng mà cái tuổi trẻ và tuổi sinh viên là rất là ủng hộ ông. Tức có thể là tuổi trẻ nó không ủng hộ bà Clinton mà ủng hộ ông Sanders. Tại sao không có thể? Thưa chú, đó là do những cái lời hứa của ông ta về giáo dục. Thì tuổi trẻ thì bao giờ cũng thích giáo dục và hệ thống đại học như thế nào đó. Thì đó là ông ta đã đặt ra những cái lời hứa như vậy. Thì tuổi trẻ thì thấy hứa cho mình là cũng thích thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là người hứa có làm được hay không, mình phải chú ý đến vấn đề đó. Còn bà Hillary á, thì đây chỉ mới là một vài những cái tiểu bang đầu thôi. Chưa nghĩ là bà Hillary gọi là mình có thể không, chỉ thất bại ở một nơi thôi. Nhưng mà người Việt mình có câu thất bại là mẹ thành công. Thì thành ra bước đầu thất bại, nhưng mà đó là những cái bài học, rút ra được bài học ngay từ đầu rồi thì sẽ có thể sẽ thắng lớn những cái đợt sau từ trước. Cảm ơn Khôi. Anh Tánh, anh là người từ New York mới đến đây, thì không hỏi anh về vấn đề bầu cử, nhưng mà hỏi anh về cái chuyến đi anh từ New York anh qua đây, rồi có cái sinh hoạt gì nổi trội ở New York mà hay là có những cái gì mà anh có thể chia sẻ với khán giả về sinh hoạt New York? Dạ, tôi cảm ơn anh Lê Minh Nguyên cũng như tất cả vị khán giả. Thì quý vị cũng biết là ở tại New York đó, hàng năm nó có hai cái event mà rất là quan trọng, cho nên nó có tính cách quốc tế. Đó là vào tháng 6 đó là ngày diễn hành văn hóa quốc tế do cơ quan di dân văn hóa Liên Hợp Quốc đứng ra tổ chức hàng năm. Và cái thứ hai đó là ngày 10 tháng 12, tức là cái ngày mà gọi là quốc tế nhân quyền. Hai cái đó nó ảnh hưởng rất lớn cho cái vấn đề trong cái công cuộc, thứ nhất là bảo tồn văn hóa của dân tộc ở xứ người. Thứ hai là cái ngày tháng 12 đó là cái ngày mà mình là cái ngày tất cả dồn nỗ lực trong cái việc đấu tranh. Thì quý anh cũng như quý vị biết á, là vừa rồi chúng tôi cũng đã thực hiện những cái công cuộc đấu tranh và yểm trợ cho cái tinh thần quốc nội rất là nhiều. Tại vì sao?
chúng tôi đã lấy tất cả những cái dữ kiện của ở trong nước, những cái sự vi phạm của nhà quyền cộng sản đối với vấn đề nhân quyền, đối với vấn đề tự do tôn giáo, mà tôi cũng có đã liên lạc với anh để xin một số cái information để mà trình thẳng đó. Thì chúng tôi ngoài cái vấn đề gặp cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc rồi, còn gặp một số tòa đại sứ của Liên Hợp Quốc nữa, là tại như vừa rồi chúng tôi gặp tòa đại sứ Mỹ, đại sứ Canada, tòa đại sứ Úc Châu, cũng đã trình bày một cách thiết thực về vấn đề vi phạm của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Và sắp tới đây đó thì chúng tôi đi ở đây, một thứ nhất là tham dự cái ngày diễn hành Tết của cái cộng đồng Nam Cali, thứ hai đó là đi vận động nói lên cái ngày quốc tế nhân quyền. Tại vì đó chúng tôi bây giờ nó không còn, hồi xưa nó còn là cái cộng đồng của New York, bây giờ thì nó là một cái mở ra một cái mới. Xin anh Tánh, chưa có thể chút xíu nữa tôi sẽ tiếp tục tôi hỏi để anh tiếp tục cái đó. Kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời máy, anh em chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần Báo Việt Thai, Thế Giới Trong Tầm Tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.